em sẽ cho anh thêm 2 phút luôn, là 12 phút. 12 phút phải. Và để khích lệ tinh thần thì em sẽ tăng lên là gấp đôi luôn. Chơi lớn luôn các bạn. Hôm nay là chơi sặc máu luôn, là 100 đô. Cố lên, cố lên nha. Chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Văn Cương Channel. Hôm nay hai vợ chồng mình làm một thử thách nho nhỏ các bạn ơi. Không biết các bạn có nhớ một cái video lần trước của hai vợ chồng mình, đó là chồng mình thử thách mình lúc mang bầu ăn 50 quả trứng cút lộn mà gan me. Các bạn, lần này mình sinh em bé rồi nên mình sẽ thử thách chồng mình lại, đó là 100 quả trứng cút nha các bạn, trứng cút lộn nha. Nhưng mà lần này mình sẽ không gan me mà để luộc không mà các bạn, cho chồng mình ăn thử với một số tiền đưa ra nho nhỏ, 500.000 đồng. Bỏ 500.000 thích 100 trứng hả? Trứng cái này cứ chưa chắc là ăn nổi à, cũng hơi hơi khó à. Hơi khó hả? Nâng giá đi, nâng giá đi. Nâng giá phải không? Vậy bây giờ em nâng cho anh lên một chút xíu là nhưng mà với một điều kiện nữa là 100 trứng trong vòng 10 phút. 10 phút hả? Ok sao? Luôn. Ok. Trời, chưa biết giá nhiêu mà ok luôn. Ghê. Yeah. Bây giờ giá nâng nhiều. Thêm một tờ nữa. Tờ nhiêu? 100, 200. Một tờ nữa. Đây. 500 luôn hả? 500 luôn. Ok. Giờ lớn luôn các bạn luôn. Ơi. Là 1 triệu nha. Số tiền này không phải nhỏ đâu nha. Cố lên. Đang quậy trăm để với chấm. Cái này là trứng cút lộn nha các bạn, 100 trứng luôn đó. Ôi, xếp lên đây thấy cũng nhiều ha. 100 trứng cũng hơi bị bổn anh. Lần trước em ăn 50 trứng là em cũng trời ơi, nó si nhơ vậy, trăm trứng si nhơ vậy. Có một kiểu kế bên làm động lực. Trời, trứng quá đơn giản. Trời ơi, trứng này mình mới luộc còn nóng. Còn nóng ăn nhanh lắm, không có tanh. Không có chiến thôi các bạn ơi, phải cố gắng lấy 1 triệu mới được. Vậy vô vậy từ từ bắt đầu lấy điện thoại đi, em bấm giờ mới được, trong vòng 10 phút. Đây mình sẽ bấm giờ nha, trăm 10 phút đàng hoàng chứ đơn giản đó các bạn ơi. Trời ơi, chặt trứng này, trứng mới lớn nè, nhanh lắm. Cho các bạn xem là đây, không 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 nha các bạn, đó bắt đầu nha, 10 phút nha, từ từ cũng bị tinh thần á. 1 triệu nha. Từ từ để đây, để đưa để tham khảo ăn các bạn canh tiếp tiếp mình nha. Đây đó, bắt đầu rồi à. Dây bắt đầu chạy. Mời tất cả các bạn ha. Mình sẽ để cái điện thoại ở đây luôn. Trời ơi, đúng 10 phút nha. Cố lên, cố lên. Trời ơi, rõ nhẫn từ trời đang mưa nữa các bạn, chồng mình hên á, ăn ngay lúc trời mưa. Vì tính ra là rồi và 10 phút hả? 1 phút bao nhiêu trứng ạ? 10 phút là 100 trứng, tính ra là một phút anh phải ăn 10 trứng. Chắc dư sức quá. Nhưng mà quan trọng là cái bụng có chứa nổi không đó bạn. Đơn giản mà. Tên 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 tên. Chứ là cho thiệt đấy nghe. Trời, chứ cái đấy có giỡn trời. Đừng có vụ thôi lấy lại nghe không. Cố lên. Còn bá hả? Độ cũng hơi bị bộn bộn. Cứ từ từ ăn, thanh thản ăn. Còn 1 phút đồng hồ các bạn. Nãy giờ mấy trứng rồi, nãy giờ là vậy thì với mấy 100 trứng. Nãy giờ mấy trứng rồi, nãy giờ là 1 phút rồi nè các bạn. Ủa, tính nhanh vậy? 1 phút 10 giây, 11 giây rồi. Tình hình này hơi bị khó ăn. Ủa, không nhận vậy? Ai biết. Rồi nó nói chuyện đi. Bay qua bay lại cho Văn Cương chúng ta có tinh thần động lực. Trời. Mời trời đang mưa các bạn ơi. Mưa lớn luôn rồi các bạn ơi. Vì mưa mở nhà ăn có 100 trứng, vừa no vừa ngon là được 1 triệu luôn các bạn. Có mấy trứng giữa nữa vậy hả? Em sẽ
thêm một ưu đãi cho anh đó là khi nào giữa anh ăn không được thì có quyền bỏ. Sao bỏ được? Bỏ uống. Alo hả? Có lý. Trời ơi, ăn cái này chụp lũ gông, ngon. Trời ơi. Nóng mà. Cố gắng. Hơi bị mát luôn. Bị nín dở kìa. Thôi được. Ủng hộ tinh thần có động lực các bạn. Đó. Ngọt quá. Ngọt lắm luôn. Thông báo cho anh là 2 phút 30 giây. Áp lực tinh thần quá. Trời ơi, bây giờ ăn nhiều vậy. Nấu chục trứng rồi, lo vậy. Không thấy vơi vậy nha các bạn. Nhưng mà dữa. Và ngon quá các bạn ơi, thiệt luôn. Cái mùa ngoài trời đang mưa á. Mưa các bạn ơi. Rồi kéo bên nhìn ăn cũng thèm các bạn. Chúng ta dữa hả? Dữa hả? Có cần em lột họ không? Tớ thời gian quá. Tớ thời gian lột quá. Nấu không anh? Cố lên, cố lên. Tí nữa bò lại 200. Đúng rồi, đúng rồi. Ngon quá vậy. À, ừ. Ăn này mà vừa nóng nóng à. Mưa nè. Bỏ tiêu. Tiêu mà cái tiêu. Bỏ miếng ớt vô anh. Rồi. Bỏ miếng ớt. Thôi được cái vụ. Bỏ tiêu ớt vô. Chọn không? Cái gà cay. Thơm quá. Thử thách chi giờ ngồi kế bên nhìn thèm. Rồi. Ôi trời ơi. Nước nó hấp với đạn. Như trời lúc tông luôn. Này rau găm các bạn. Cho thêm miếng rau găm cho chồng mình dễ ăn. Ơi, đúng rồi nè. Chảy hết mồ hôi luôn mà trời. Cố gắng luôn. Mưa lớn luôn các bạn ơi. Bây giờ là 4 phút 16 giây. Cho nên lần này hai bị nguy rồi, nguy hiểm không các bạn ơi. Được quá vậy. Số tiền 1 triệu đâu phải nhỏ đâu anh. Đâu phải tưởng dễ ăn đâu anh. Có nhiều quá vậy ta. Ăn không thấy vơi vậy chứ. Chơi vào 1 phút ăn 10 trứng. Cũng hơi bị đuối với nhiều. Chơi này giữa rồi. Ngon. Bao nhiêu phút vậy? Gỗ lại 5 phút. Nãy ra được 2 triệu trứng nha. Rồi chắc không kịp quá. Trời ơi. Bây giờ để ủng hộ tinh thần chồng mình các bạn. Bây giờ đã qua được một khoảng thời gian là 5 phút. Nhưng mà còn rất là nhiều trứng. Nên vì vậy bây giờ em sẽ có một gợi ý nhỏ nhỏ như vậy. Gợi ý được. Là bây giờ 1 triệu này thì nó cũng tương ứng với lại gần 50 đô ha các bạn. Đúng rồi, gần 50 đô. Yeah. Bây giờ em sẽ cho anh thêm 2 phút luôn. Là 12 phút. 12 phút phải. Ừ. Mà để khích lệ tinh thần thì em sẽ tăng lên là gấp đôi luôn. Chơi lớn luôn các bạn. Hôm nay là chơi sặc máu luôn. Là 100 đô. Cố lên. Cố lên nha. 100 đô hả? Đâu? Đây, để lấy tiền. 100 đô là 2 triệu mấy hả? À, 100 đô là tương ứng tầm khoảng 2 triệu 3, 2 triệu 4 các bạn. Nhưng mà mình tính sắp xỉ thôi nha. Đây. Tài khoản em còn 2 triệu em chơi sạch bách với anh luôn. Sao? Ok. Cố lên nè. Trời cái này đang cấp tốc các bạn ơi. Đấy, cố lên. Hôm nay là chơi lớn rồi các bạn. Cố lên anh ơi, cố lên. Đang mưa rất là lớn luôn. Trời ơi, còn nhiều quá, cho thêm 2 phút nữa mà không biết kịp không đây.
Tình hình này là không ổn rồi. Đâu nó ổn? Đó là mồ hôi bồ kê gì nhẽ nhại lắm bạn ơi. Để em chùi cho. Để em chùi mồ hôi cho anh. Quá là con khóc rồi kìa. Thôi tập trung ăn đi. Tính là lừa tôi hả? Không dễ đâu. Tình hình hiện tại là gần 8 phút các bạn ơi. 12 phút không? À, 12 phút. Cho thêm 2 phút luôn đó. 2 triệu đang chờ đợi chúng ta. 100 đô. Đang mùa mưa các bạn, cứ tầm khoảng 1-2 giờ trưa thì trời sẽ bắt đầu đổ những cơn mưa rất lớn. Ở miền Nam thì chỉ có 2 mùa, đó là mùa mưa và mùa nắng. Hiện tại là đang vào trong mùa mưa các bạn ơi. Bạn cố gắng các bạn ơi, đúng không? Đỡ ngát. Ngon quá. Còn ăn nãy giờ thấy cái mâm còn nguyên. Không thấy bơ gì vô luôn à. Rồi. Bố lên đi anh. Dạ ngon các bạn ơi, rất là ngon luôn á. Nãy giờ chắc anh ăn khoảng một phần chín phút rồi. 9 phút các bạn ơi. Đừng gắn vậy. Tình hình này tính sao đây? Trời ơi. Giữa trưa hai chồng lôi nhau ra thử thách. Tranh thủ thời gian lúc con ngủ các bạn ơi. Ơi giữa ngon không? Giữa ngon không? Ngon. Giữa cũng ngon luôn. Anh tính đi em. Em giữa cũng muốn lắm. Nhưng mà em vẫn còn yêu 2 triệu của em. Em thèm. Em mới. Hiện tại bây giờ là 10 phút rồi anh ơi. Cố lên. Nhắc cố nổi không anh ơi? Còn mình ăn cũng tầm khoảng gần 50 trứng rồi đó. 50 trứng à? Có lẽ đơn giản mình dễ ăn lắm, ai ngờ đâu mà mày mâm nào nó nhiều lắm bạn, mình ăn liên tục mà không hết nổi. 11 phút 56 nè, 57 nè, chính thức 12 phút nha đó. Yeah. Thử thách này khó quá bạn ơi, rồi sao thử thách nó bây giờ để em đến thử hay có anh ăn được như chứng. Ở đây là 40 phút. Khoảng 50 trứng. Khoảng gần 50. Dưới đây nữa nè. Dưới đây gần 50 trứng. Chồng mình ăn gần 50 trứng. Bài, chứ chứ đói tiền. Không nha. Không, cái này là thử thách nha. Cái này là anh chưa hoàn thành thử thách nên không có được chia đôi gì hết. Nhưng mà em thì sẽ người ta có, thường người ta sẽ có giải chính và giải phụ các bạn. Em sẽ cho giải khuyến khích cho anh để ủng hộ tinh thần. Đã ăn gần 50 trứng. Đó là một tờ các bạn giải khuyến khích mà 500.000. Cảm ơn cũng được, giả này cũng được, ủng hộ tinh thần nha. Rồi bây giờ ăn nổi nữa không? Ờ,
Thì bây giờ là tạm biệt các bạn tại đây nha. Hôm nay mình thử thách chồng mình, nhưng mà chỉ được giải khuyến khích thôi các bạn ơi, 500.000 thôi chứ không được còn 100 đô. Lần sau thì cố gắng lên nha. Cố gắng lên. Bây giờ hai vợ chồng mình tạm biệt video tại đây nha. Các bạn nào thấy hay á, cho vợ chồng mình xin một like, một share và đăng ký, và nhớ luôn chung vào khoảng màn hình ha. Thì các bạn nào có ý tưởng đầu thử thách nào nó nhỏ nhỏ vậy đó, các bạn comment bên dưới ra để vợ mình thấy được á, thì vợ mình thử thách cho mình nữa. Vậy thôi, tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành nha.